Hồi trống tại lễ giao nhận quân sáng nay như thúc giục lòng yêu nước của mỗi tân binh. 2 năm tới là khoảng thời gian giúp thanh niên được thử thách, rèn luyện bản thân và cống hiến sức trẻ cho tổ quốc. Cảm xúc trong giây phút xa gia đình, xúc động, xen lẫn, tự hào. Thế hệ cha anh chúng ta đã đi trước, ra anh dũng tham gia vào nghĩa vụ quân sự để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Và thế hệ của em là tiếp nước, tiếp theo là sống trong thời bình, nhưng em vẫn muốn phục vụ vào cái môi trường quân đội để giữ gìn đất nước. Bộ quân phục còn thơm mùi giải mới, được gặp đồng đội mới, môi trường sinh hoạt mới, sự háo hức hiện rõ trên những gương mặt tuổi đôi mươi. Hành trang Nguyễn Trọng Phú mang theo là tình cảm của bà nội chắc chiêu dành cho đứa cháu. Vẫn là cà phê, ổ bánh mì như mọi ngày, nhưng hôm nay trở nên đặc biệt và chất chứa cảm xúc lắng động với Phú. Bà không dự lễ giao quân, nhưng gói ghém tất cả tình thương, sự kỳ vọng cho cháu lên đường theo tiếng gọi tổ quốc thiêng liêng. Thương bà rất là thương em, bà thương em từ nhỏ giờ tới lớn. Lúc nãy bà tiễn em đi thì bà cũng khóc, nhưng mà em sẽ quyết tâm làm cho bà nội không để làm cho bà nội hãnh diện. Ra đi là vinh quang, trở về là trưởng thành, là quyết tâm của các tân binh trong giây phút bước vào môi trường công tác mới với sự hăng hái và nhiệt quyết. Xen lẫn niềm háo hức là những giọt nước mắt lăn dài trên những gương mặt lần đầu xa nhà và những người cha, người mẹ hạnh phúc khi thấy con làm việc có ý nghĩa cho đất nước. Giá trị của cuộc sống nằm ở việc mỗi người, mỗi nhà biết trách nhiệm với đất nước và những người trẻ. Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau với lời hứa ngọt ngào nơi hậu phương. Luôn luôn là hậu phương phía sau bạn, ủng hộ bạn trên mọi nước đường. Những cái ôm thật chặt, lời căn dặn hoàn thành tốt nhiệm vụ như nhắc nhở trách nhiệm của mỗi thanh niên được cống hiến trở thành niềm vinh dự cho gia đình, niềm tự hào của địa phương. Các tân binh bền chí, vững tâm bởi phía sau có hậu phương vững chắc.